À ôi, gần được rồi mà. À ha, Hena ơi, tớ không với tới chậu hoa được. Đừng lo, để tớ giúp cậu. Đây nè. Cảm ơn cậu nha. Nãy đọc tới đâu rồi ta? Hena. Gì thế? Cảm ơn cậu. Ha, được rồi, đọc tiếp thôi. Tớ có thể làm phiền cậu một tí tẹo nữa được không? Tất nhiên. Trái cây hem. Đọc xong cuốn tạp chí này chắc tới Tết Congo mất. Cậu giỡn mặt tớ đó hả? Ghét bản thân cao như này ghê. Cậu đọc hơi bị nhanh rồi đó. Wow, mấy cái này ở đâu ra vậy? Cơ mà mình có thể tận dụng chúng. Julie có thể dùng mấy cái này thay vì nhờ mình. Cái gì vậy? Cậu sắp cao lên vài phân rồi đó bạn thân yêu. Đừng lo, cái này không ảnh hưởng gì tới cậu đâu. Đừng quên chân kia nhé. Tiện lắm đúng không? Tớ đúng là một thiên tài mà. Cao lên thì bầu không khí cũng khác hẳn luôn. Tớ sẽ đi dọn dẹp nóc tủ lạnh đi nhé. Chuẩn bị sẵn sàng nào gái ơi. Màu này xinh ghê đó, chị thích cưng. Trông cũng hợp với mình đấy nhỉ. Chuẩn như Lê Duẩn đó. Đã xong, giờ đổi chỗ cho nhau cái nè. Chúng ta không nên đến muộn đâu. Tóc với chả tài, cứ dính lấy mặt. Bực quá đi mất, để tôi đánh son trong bình yên đi nào. Hình như cậu ấy đang gặp khó khăn thì phải. Cái lưng của tôi. Cứ cỏng lưng thế này bực thật đấy. Cậu làm gì mà khổ sở thế hả bạn mình? Dùng cái gương nhỏ này đi. Cậu cứu tớ rồi đó bạn yêu. Cao lên tí đi. Rồi, sang bên phải. Không, xa quá. Dịch sang bên trái tí. Ơ kìa. Không được cái gì cả. Đưa đây cho tớ đi. Thế, xin lỗi nhá. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Khỏe hơn nhiều luôn ý. Mình chẳng phải cúi rạp người xuống nữa rồi. Cậu xong chưa đấy? Tớ muốn đi rồi. Xong rồi, đi thôi. Chắc làm theo công thức này là tìm được đáp án nhỉ. Chào xin Betty. Dạo này cậu sao rồi? Ủa, cái gì vậy? Ông nội này đang kê tay lên đầu mình á? Này tên kia, đầu tớ không phải cái lan can của cậu đâu nhá. Quá đáng thật sự, mình ghét mấy người làm thế với mình ghê. Khi bạn thấp thì người ta chả coi bạn ra cái gì cả, họ không thèm quan tâm ý. Ủa khoan, mình có ý hay lắm nè. Được rồi, đầu tiên là bút chì màu. Mình cần cắt đầu bút ra, nhỏ chút keo vào bút chì, sau đó dán vào cái bờm trơn. Ok la luôn, mình thích màu vàng chanh xả lắm. Thứ này sẽ giúp mình giải quyết vấn đề này. Ok, để thử băng đô mới của mình nào. Rồi đấy, giờ thử dựa vào đầu tớ nữa đi. Thử xem băng đô của tớ lợi hại tới mức nào nào. Gì vậy trời, cũng cài cái gì mà nhọn thế hả? Nghiệp quật đấy, ai bảo tùy tiện tựa lên đầu người ta làm gì. Quá đã, mình thắng rồi. Có ai muốn trả lời? Đừng gọi em, đừng gọi em. Em biết đáp án à? Ở đây ạ, thầy ơi, em ở ngay đây. Không có ai sao? Xin chào, em biết đáp án thầy ơi. Tiếng gì vậy? Rào rào, xin phong ta. Hả? Em ở đây. Ở đây nữa. Làm thầy xem. Tao mồm cũng hữu ích phết. Em mượn phấn ạ. Ôi không, làm sao mình vơi tới nổi. Kiễng phấn cao lên. Gần tới rồi. Nhảy. Chẳng ăn thua gì. Thôi được rồi, để thầy viết nhanh lên. Xong rồi. Chuẩn luôn nhé thầy. Đúng là trên cả thành công. Được rồi Rosie, đến lượt em đấy. Em á? Đúng là tệ nhất. Nhưng cũng đành thôi. Cảm ơn nhé. Khoan, gì đấy? Sao trò này cao dữ vậy? Chắc trò ấy ăn nhiều rau chân vịt lắm. Không ai qua được tớ đâu bạn ơi.
À thế à, cố mà chặn quả này đi. Bùm, không mà chặn được tớ trên sân đâu. Vui à. Ơ, đúng là cái đồ đáng ghét. Mình cũng ném chúng mà. Và vào. Lẽ ra bóng phải rơi xuống mới phải chứ nhỉ? Vì sao vậy ta? Mình không với cao đến thế được. À, thôi mà. Sắp được rồi đó. Ước gì mình cao được thêm vài phân nhỉ? Bóng bị kẹt à? Đó. Và chơi tiếp nào. Quá là hoàn hảo. Tớ ngồi ghế bên, còn cậu lái đi Steven. Hôm nay nắng thế nhở? Ờ, thật đấy. Mình cũng dùng cái chống nắng xem nào. Gì vậy trời? Mặt mình vẫn hứng nắng là sao? Thôi thì nhắm mắt vậy. Cái dây này đang siết cổ tớ nè. Phải cao bao nhiêu mới được ngồi xe hơi vậy trời? Thôi đi nhé. Hết tiền rồi đó Betty, mong là tụi mình có thể ăn xì nách ngon ngon ở nhà. Betty còn có thứ phải lo lắng hơn là xì nách đấy. Chắc bôi kem làm mát là được ý mà. Trời ơi, nhìn thấy gớm quá. Một latte vani xong ngay đây. Chào bạn cho mình. Chào anh. Cho một cà phê đen nóng nhé. Mới làm luôn đây ạ. Của anh đây. Dọn dẹp cái nào. Giờ mình gọi đồ được chưa bạn? Có tiếng chuột ở đâu ấy nhở? Mình bị mắc cái gì ở tay hả ta? Hả? Oh. Ôi, chị không thấy em ở đó. Cho em một cà phê được không ạ? Có ngay đây. Một tách nóng thơm cho em bé nè. Cảm ơn chị nha. Trông em bé xíu dễ thương ghê. Gì vậy chị gái? Này, đây là cỡ trẻ em à? Chúc bé một ngày vui vẻ nhé. Các bạn cho trẻ em đó, em ra chơi đi. Chơi vui nhé. Sao ai cũng tưởng mình là con nít thế nhỉ? Cậu ta cười cái khỉ gì chứ? Để chị chơi cùng em nhé bé yêu. Bé thích động vật không nè? Các bạn muốn chơi với em đó. Thank you.